Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái bộ loa là Samak A820. Còn nguyên thùng luôn nha các bạn. Đây. Nghe nó này. Cái lo này mình để giá là 120 ngàn nha. Nghe rất hay các bạn, chép bát ok luôn. Còn cái thùng luôn nè, thùng luôn mới tinh nha bạn. Tem của Samak này tư. Hai trăm hai mươi
Rồi, giá 120. Bạn nào có nhu cầu mua lo để nghe thì liên hệ với mình nha. Đây.